Bạn đang có cái gì á? Quả trứng. Quả trứng đồ chơi à? Con mua ở đâu á? Mua ở hàng ngoại. À, bà ngoại á? Hàng ngoại. Hàng ngoại á? Bao nhiêu tiền nè? 40.000. 40.000 luôn. Không mở được à? Bố mở cho con. Bố mở cho con. Con mở cho em. Rồi, ngồi lên đây xem là nó có cái gì nào. Em ở bên này trước nha. Ô, có bánh kìa. Trời. Cái này không ngon bằng cái kia. Ngon ghê ta. Bánh bánh gì nhỉ? Trong này nó có thiền. Wow, đẹp nha. Để đến được cái đồ chơi nha, đây nè. Đâu? Đồ chơi này. Không biết đồ chơi gì nữa. Cô đoán xem là nè, hay là siêu nhân ta? Không phải, máy bay. Đâu? Đây nè. Trời ơi, máy bay bay như nào nhỉ? Cái này hóa ra siêu nhân được á. Cái này không còn chơi được rồi. Rồi, máy bay bay vào ấy được không? Máy bay bay vào vào đây được không? Thìa này. Đâu? À, thìa để xúc ăn đúng không? Đâu thức ăn bố xem nào. Ăn đi. Ngon không? Ngon. Cái này là kiểu gì? Gọi là gì? Number one. Number one. Ok, very good. Rồi, con mời cả nhà ăn cho nè. Có kem không? Có kem không? Có kem luôn. Trời, ngon thế nhỉ. Màu trắng với lại màu nâu đấy. Và chính kem của chị nè. Kem của chị. Đấy, đây là bánh này, cái kem này, ngon ghê. Ăn đi. Máy bay cố đi không được. Phải bay ăn hết nha. Ăn hết đi. Năm bộ ăn hả? Yeah. Ăn hết chưa? Không. Ăn một miếng là hết luôn. Không, ăn một miếng. Ngon quá, cảm ơn con nhé. Không có gì. Có cả sô-cô-la nè. Đúng không? Ừ, sô-cô-la.